khách đi ngồi hay ngồi mà khách có thể lẩu bún mới được phải xa chứ mà là mấy mình xa khó ở đây vừa bỏ ra được bán sốt còn nhà mình nhìn thấy vừa nhiều bán thấy bán sốt vừa vậy kìa dễ thấy thấy vừa ba thấy thấy con thịt ai con thịt cao quá bảy mươi ba đấy ủa bán là sam gram anh á bán đi vậy không thấy đi chú vậy vô à mà quan đi không thấy đi chú vô lo bán tôi cứ chín mua một con mà biết làm biết phải mua thịt con mua khi trả giá thì nó tới tham mau với nhiều đồ cho lấy nhân tiền anh nó mua được con có là nó mua mãn không? Mua con bao nhiêu cho mãn đó? Giờ bao mua mà? Bà. Ở đây là ta bao thứ mấy á? Ba nè, giờ thứ mấy? Ở đây bao thứ hạt mấy chứ? Bao tròn hoặc cục mua không? Tôi chăn thì không. Mang à? Cái này nó nó mấy kìa. À luôn luôn một vành. Ba pi pon. Ba pi pon này. Dạ. Nó ba bơ. Là ăn hay chấm thôi. Ăn ăn. Ờ đi chấm hối nha. Còn lại đôi nghĩa nó.
móc bạc cần tay sáng sáng móc bạc 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 lâu ấy khơi nhở sao đấy sao đây của hàng tôi